Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Lạt, hệ thống thoát nước thải cho công ty cấp thoát nước Lâm Đồng làm chủ đầu tư đang tiếp tục triển khai tại khu vực đường Trần Phú, phường 4. Mặc dù đã triển khai hơn 4 tháng nay, tuy nhiên vào ban đêm, công trình thi công lắp đặt hệ thống thoát nước tại khu vực này do Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng thi công, không có đèn chiếu sáng, chưa được rào chắn và biển cảnh báo giao thông đúng quy định, gây mất an toàn giao thông. Đơn vị thi công chỉ đặt duy nhất một rào chắn tạm bợ. Cách đây một tháng, Thanh tra Đô thị thành phố Đà Lạt đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về hành vi không tái lập mặt bằng, không hoàn trả mặt đường theo nguyên trạng khi thi công, gây mất an toàn giao thông với mức phạt là 4 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đơn vị thi công chưa chấp hành và tiếp tục thi công, vừa ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của các phương tiện và nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông là điều không thể tránh khỏi. Cụ thể, vào lúc 21 giờ ngày 28 tháng 6, tại khu vực ngã ba Trường Phú, đoạn thời điểm, một phụ nữ đã té ngã thương tích, đã được chuyển viện cấp cứu. Lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra đô thị thành phố Đà Lạt đã ghi nhận về hiện trạng công trình thi công không có đèn cảnh báo về đêm, không rào chắn và tiếp tục đề xuất lãnh đạo thành phố Đà Lạt xử lý về vấn đề này. Xây dựng hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Đà Lạt là cần thiết, song đơn vị thi công phải tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn, khắc phục kịp thời những vấn đề bất cập để đảm bảo an toàn cho phương tiện và tính mạng con người khi qua lại trên tuyến đường này.